Cảm ơn Chúa, thì lời Chúa thì luôn luôn mới cho chúng ta. Năm mới này thì chúng ta tôn trọng lời của Chúa. Năm mới chúng ta để ngôi lời trên hết. Chúng ta là những người làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng làm theo lời của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta nhiều phép lạ. Amen. Nhất là nếp sống của chúng ta. Phải sống theo lời của Đức Chúa Trời chứ không còn sống theo cái xác thịt của chúng ta nữa. Đây là lời Chúa vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng mở trong Philip đoạn 3. Philip đoạn 3 từ câu số 7. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn kinh thánh này. Chúng ta sẽ cùng nhau từ câu số 7, từ câu số 7 cho đến hết đoạn. Chúng ta sẽ cùng đọc. Chúng ta thấy không? Chúng ta cùng đọc nha, 2, 3. Nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa cứu thế tôi coi là lỗ. Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giêsu Chúa tôi là điều tối trọng đại. Vì Ngài tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài. Được như thế không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên kinh luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa cứu thế là sự công minh, là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin. Và để biết Ngài, biết quyền năng sinh của Ngài, chia sẻ sự thương xót của Ngài, biết không công với Ngài trong sự chết của Ngài, với niềm mong ước thế nào tôi cũng được sống lại từ cõi chết. Amen. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa Đấng đã yêu thương chúng con, dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Buổi sáng hôm nay chúng con kính mời Ngài giáo sư của chúng con dạy dỗ chúng con. Lời của Ngài là thần linh và sự sống cho chúng con, để chúng con thật sự được đụng chạm bởi lời của Ngài. Lời của Ngài là thần linh và sự sống cho chúng con, để đem lại cái sự sống cho linh hồn chúng con, đem lại cái sự sống cho thân thể chúng con. Và lời của Ngài là ngọn đèn cho chân chúng con bước và đường lối của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Chúng con tôn trọng lời của Chúa và chúng con quyết định bước theo lời của Ngài. Không chỉ phải hiểu biết mà thôi, nhưng mà chúng con hiểu biết về lời của Chúa và làm theo lời của Ngài, để đời sống đức tin của chúng con, ngôi nhà của chúng con được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời, trên ngôi lời là Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng con. Chúng con không rúng động dù hoàn cảnh nào xảy ra, chúng con vẫn luôn luôn nhận những phép lạ từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng thị giờ toàn thể trong tay toàn năng của Cha và thành tâm cầu nguyện trong danh Jesus. Trong năm mới này chúng ta có mục đích sống trong năm mới. Mục đích sống của chúng ta là gì? Và đoạn kinh thánh này nói gì về mục đích sống của Hội Thánh Chúa? Chúng ta biết được rằng Phao-lô nói rằng nó thế không phải là tôi đã đoạt được giải hay là được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt được giải, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh chị em, tôi không
rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều: quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt giải, được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mỗi một đời sống của chúng ta phải sống có mục đích. Amen. Nếu chúng ta sống không mục đích thì cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào? Những người trên thế gian này, người ta sống cần mục đích sống. Mà nếu có mục đích thì họ sẽ nhắm mục đích mà chạy. Chúng ta biết được rằng chúng ta ở trong trường đua hay là chúng ta ở trong cuộc chạy đua thì chúng ta phải có mục đích để chạy. Không có một cuộc đua nào, không có trường đua nào mà không có mục đích. Mà nếu không có mục đích thì họ sẽ đánh gió và chạy hóa vớ và không biết hướng nào mà chạy. Nhưng mà đã có mục đích rồi thì chúng ta nhắm mục đích mà chạy. Amen. Như vậy điều mà Phaolô nói ở đây, mục đích ở đây là gì? Ông nói rằng: nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa Cứu Thế coi ấy là lỗ. Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là sự lỗ và sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa tôi là điều quan trọng nhất. Hiểu biết Chúa Giê-xu Chúa Cứu Thế tôi là điều quan trọng nhất. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu là mục đích mà Phao-lô bước đến. Amen. Ông có nhìn xem Chúa Giê-xu là cầu rễ và cuối cùng của đức tin. Ông nhìn xem Chúa Giê-xu và cứ tin đến dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay, một cơ đốc nhân thì chúng ta vào trường đua, một cơ đốc nhân thì là những con người đang chạy đua. Và chúng ta có mục đích rõ ràng. Mục đích của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Và nơi ở chúng ta là thiên đàng đời đời, chứ không phải ở dưới đất này. Dưới đất chỉ là tạm thời thôi. Và chúng ta phải ở nơi thiên đàng đời đời và ở với Chúa Cứu Thế Giê-xu đời đời. Amen. Bởi vì Ngài nói rằng là ta đi, ta đã sẵn sàng cho các ngươi một chỗ. Khi đã đi và sẵn sàng cho các ngươi một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Amen. Và Chúa Giê-xu nói rằng là Ngài đã đi rồi thì Ngài sẽ trở lại. Không à, Ngài sẽ trở lại và đem chúng ta đi với Chúa. Và chúng ta luôn luôn ở với Chúa. Nên mục đích của chúng ta ngày hôm nay là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tất cả những gì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi phước lành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta là người phải nhận lãnh được cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho. Và cảm ơn Chúa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm xong công việc của Ngài trên thập tự giá để ban ân điển cho chúng ta. Và ân điển có nghĩa là sự ban cho của Chúa, ban cho lời của Ngài, cơ nghiệp của Ngài. Tất cả những gì mà Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá thì chúng ta là người cơ đốc nhân, là người đã tiếp nhận thập tự giá của Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta, thì chúng ta trở thành con cái yêu dấu của Chúa và chúng ta đã nhận là tất cả mọi điều, mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Chúng ta phải nhìn xem trong Chúa Giê-xu chúng ta có tất cả mọi sự. Nếu chúng ta không có Chúa Giê-xu, chúng ta không nhận lãnh được điều gì cả. Nên qua Chúa Giê-xu thì chúng ta nhận tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta. Nên Phao-lô nói rằng là Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều quan trọng nhất. Amen. Amen. Và lâu nay chúng ta có hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu và chúng ta xem Chúa Giê-xu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không? Dễ dàng chúng ta có thể
thể thấy rằng chúng ta phải lo làm lụng vất vả để có miếng ăn. Chúng ta phải chú tâm về việc làm, chúng ta phải chú tâm về tiền bạc, chúng ta phải chú tâm vào tất cả những gì thuộc về thế giới này. Và chúng ta quên đi Chúa Giêsu mới là mục đích của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đang ở trong thế gian này, chúng ta muốn làm ra tiền thì chúng ta nhắm vào mục đích làm thế nào để làm ra tiền, rồi chúng ta quay đi Chúa của thế Giêsu chúng ta. Như vậy chúng ta thấy hơi khó phải không? Chúng ta chú tâm vào một mục đích nào đó thì chúng ta là bị chi phối, là chúng ta lại quay đi Chúa của thế Giêsu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng bất cứ làm một việc gì thì chúng ta cùng đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm, chứ không phải là chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều điều, nhiều công việc trong thế gian này, nhưng mà chúng ta biết rằng có Chúa đồng hành với chúng ta. Amen. Và Chúa Giêsu là quý hơn hết trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là những việc thuộc về thế gian. Amen. Chúa Thánh Linh đến thì Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Chúa Thánh Linh đến thì Ngài làm chứng về Chúa Giêsu cho chúng ta, để chúng ta biết rõ Chúa Giêsu là ai và chúng ta là ai. Và cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là cho tất cả những người trong thế gian, và cho chính những con người đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Và trong Chúa Giêsu chúng ta hưởng được mọi phước lành từ Đức Chúa. Nên chúng ta phải luôn luôn có Chúa Giêsu. Amen. Amen. Phaolô, mục đích của ông là Chúa cứu thế Giêsu, và Chúa cứu thế Giêsu là quan trọng nhất trên cuộc đời của ông. Tại sao ông có thể nói lên điều đó? Ông là người Pharisee, theo luật pháp thì không chỗ trách được người Israel, người Benjamin. Ông là người học trò của Gamaliel, rất là giỏi. Nhưng mà ông nói là ông từ bỏ mọi sự, xem mọi sự như là sự lỗ, và sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn thế. Thưa học thánh của Chúa, bởi vì một cuộc chạm trán của Đức Chúa Trời với Sao-lơ, ông kinh nghiệm một cái sự chạm trán với chính Chúa. Ông nói vì lòng sốt sáng thì tôi là người bắt bớ phần thánh của Đức Chúa Trời. Những khi trên đường đi ra mắt, ông đã được đụng chạm bởi chính Chúa Giêsu. Ngài nói rằng là ta là Giêsu mà người đang bắt bớ. Và từ đó ông nói là tôi không bàn với thịt và huyết. Chúa biệt riêng tôi ra từ khi trong lòng mẹ, và Chúa dùng ăn điển vợ thôi, nên tôi không bàn với thịt và huyết. Và ông cuộc đời của ông là cuộc đời dâng cho Chúa Giêsu, để làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Và ông muốn nhiều người biết về Chúa Giêsu. Ông đã kinh nghiệm sự cảm giác với Chúa Giêsu, và ông muốn nhiều người biết về Chúa Giêsu. Ông muốn nhiều người được cứu. Phải có Chúa Giêsu mới được cứu rồi. Và cuộc đời của ông có thể chấp nhận tất cả mọi sự đau khổ để có Chúa Giêsu, để làm xong cuộc chạy, để giúp giải và sự kêu gọi chết rồi. Và đây là điều mà ông khuyên Hồng Thánh Philip. Ông muốn Hồng Thánh Philip ai nấy để giống như ông, và ai nấy đều có mục đích để sống, chứ không phải như trước nữa. Hồi trước thì chúng ta đủ với mục đích và chúng ta sống. Mà mục đích của những người không có Chúa chỉ là tiền bạc thôi, rồi địa vị, quyền lực. Và cuối cùng mục đích là chỉ làm giàu, muốn nhiều tiền. Và như vậy thì tiền bạc cũng đâu có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi. Tiền bạc nó không có đem hạnh phúc cho con người được. Nhưng mà Chúa cứu thế Giêsu là quý hơn hết, là quan trọng nhất. Amen. Amen. Trong năm mới này, chúng ta muốn đi theo mục đích
là Giê-xu của chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu và nhắm mục đích đó mà chạy. Và chúng ta cần phải có một cuộc giảng cáo với Chúa. Amen. Anh chị em, có những người được Thánh Linh đến và Ngài sáng dạy chúng ta, Ngài bày tỏ cho chúng ta điều này và điều kia. Nhiều có người rất là yếu đuối, mệt mỏi, chán chường, nhưng mà khi Ngài đến và Ngài sáng dạy, Ngài bày tỏ, thì người đó trỗi dậy trở nên những con người của Đức Chúa Trời rất là nhiều kiện. Chúng ta nhớ Gideon đang đọc lúa trong đồng ép trốn dân Madian, nhưng mà Ngài đến, Ngài nói rằng là hỡi dũng sĩ. Ông nói là tôi là một người nhỏ mọn, một người, một cái dòng dõi, một chi phái nhỏ trong Israel, gia đình dòng tộc chẳng có gì hết, nhưng mà Ngài nói là dũng sĩ là sao? Nhưng mà khi Ngài đến, Ngài phát dạy, Ngài đến, Ngài kêu gọi, thì cuộc đời người đó sẽ thay đổi, và cuộc đời người đó trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời, là người giải cứu dân Israel và giúp đỡ nhiều con người. Vừa rồi thì Kim Anh cùng người em tổng hậu, vừa rồi có một sư thiện là cha của Bích đó. Ông rất là mệt mỏi, hội thánh yếu đuối, ông cũng mệt mỏi lắm, nhiều lúc muốn không muốn làm chức vụ, rất là mệt. Gia đình hội thánh rồi đủ mọi điều nó đề xảy ra, nhưng mà khi Chúa đến, Chúa phán dạy, Chúa bày tỏ. Nó là cái dịch Covid vừa rồi ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Chúa phán dạy cho ông, và ông biết trước điều đó có thể xảy ra, và ông nói luôn vào một tháng luôn, và việc đó xảy ra vừa rồi. Chúng ta nhớ trở lại tại Quảng Nam, Quảng Nam, Đà Nẵng rất là ồn ào trong cái việc mà Covid này. Và tiếp tục thì Chúa phát dạy trong năm mới này, Chúa sẽ phục hồi kinh tế cho hội thánh. Và ông cũng nói thẳng luôn với hội thánh liền, khi Chúa phát ông nói, và ông mà giải cứu một cái gia đình rất là nhiều kỳ. Anh chồng lại là làm giám đốc mà mỗi tháng 50-60 triệu, nhưng mà mất ngủ liên tục 3 năm, bị 15 bệnh tật ở trong người. Khi giải cứu xong, người này được chữa lành hoàn toàn, ngủ ngon. Rồi cô vợ thì làm xì ba, mỗi tháng thì ở đó thì cũng được cỡ 10 triệu. Nhưng mà khi họ tin Chúa rồi, bắt đầu họ tin cậy Chúa, tập tành dâng hiến 1/10. Hãy phép lạ của Chúa xảy ra, thì Chúa làm rất là lạ lùng. Cô dâng 1/10 trong cái lợi tức của mình, rồi từ 10 triệu, rồi nó lên 20 triệu, chỉ có mấy tháng sau, cho đến bây giờ là doanh thu của cô lên tới 100 triệu một tháng. Cô nghe về sự chữa lành, đặt tay lên cái đau, cái đau sẽ lành. Cô cầu nguyện chữa lành cho những người mà cô làm việc đó. Họ cái mặt của họ bị lỡ, bị mụn, bị này kia, cô cứ cầu nguyện cho họ, bất cứ là người không biết Chúa, biết Chúa. Cô thấy như vậy là cô cứ cầu nguyện bằng đức tin của mình và họ được chữa lành. Và bây giờ họ kéo rất là đông đến làm việc tại chỗ Sĩ Bạc cô. Chúa làm lạ lùng như vậy. Một người có tin nhận Chúa thôi, một mình cô ta lương cả gấp đôi hơn người chồng nữa, chưa tính chuyện chồng. Nên rồi bắt đầu hầu thách ở ngoài Quảng Nam, mỗi tháng dân có 1 triệu, 1 triệu mấy thôi, nhiều lúc có mấy trăm ngàn, bây giờ lên mấy triệu dân vào trong tổng hội. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời có quyền làm phép lạ. Họ rất đơn sơ, họ cầu nguyện và họ làm, và từ đó Đức Chúa Trời ban phước và làm cho hầu thách của Chúa bắt đầu sôi động lên.
Và ông nói như thế này. Ông nói với Satan, ông nói là thiện đã trở lại rồi, Satan hãy coi chừng. Thiện đã trở lại rồi, Satan hãy coi chừng. Một cái sự chạm trán, một cái sự đụng chạm từ nơi Chúa linh của Đức Chúa Trời đến, thì tôi tin chắc rằng anh chị em của chúng ta sẽ trỗi dậy, sẽ mạnh mẽ. Tất cả những gì yếu kém nó sẽ lui đi. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự trở nên mới. Amen. Chúng ta có khát khao điều này không? Chúng ta phải khát khao, chúng ta phải cầu nguyện. Mục đích của chúng ta là Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu về trời thì Ngài Ba Thánh Linh đến với chúng ta để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và cuộc đời chúng ta cần phải có khải tượng, cần phải có cái phát của Chúa. Lâu ngày chúng ta không có mặc khải, lâu ngày chúng ta không nghe được tiếng pháp, lâu ngày chúng ta đọc kinh thánh chúng ta cảm thấy nó khô khan quá, chúng ta cần cái lời thêm ha. Amen. Cần cái sự dạy dỗ của Chúa để con biết và trong năm mới để con phải làm gì, thì xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chỉ dạy đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự có một cái bước ngoặt mới. Amen. Khi Chúa phán dạy, chúng ta sẽ có một bước ngoặt mới để chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta không bước đi theo cái cách cũ nữa. Không phải năm nói như thế mà năm nay cũng như thế, không thể như vậy được. Chúng ta phải có bước ngoặt mới để bước đi. Bởi vì chúng ta có mục đích. Chúng ta có thể, mục đích của chúng ta thì rất là dài, đúng không ạ? Chúng ta mỗi năm chúng ta bước từng bước một. Và trong mục đích đó, cứ bước đi và năm nay chúng ta phải làm gì, thì chúng ta phải có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, có sự mặc khải của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta nhớ trong Esai 50 từ câu 5, câu 4, câu 5 để chúng ta nghe như thế này. Chúa ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức, Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ. Chúa đã mở tai tôi không phản loạn cũng không quay lui. Amen. Này, Chúa ban cho tôi cái lưỡi của người được dạy dỗ để tôi nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức, Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ. Chúa đã mở tai tôi không phản loạn cũng không quay lui. Amen. Ngài mở tai tôi để tôi nghe lời Ngài dạy. Mà khi tôi nghe lời Ngài dạy thì tôi không phản loạn và không quay lui. Amen. Chúng ta quyết định là mỗi buổi sáng chúng ta có nghe lời của Ngài dạy. Amen. Chúng ta là một người được dạy dỗ, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta, thì Ngài tạo dựng nên lời của Ngài, phát lời của Ngài cho chúng ta để chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Ngài. Quý ông bà anh chị em, khi mua cái tủ lạnh, mua cái tivi, mua cái xe thì có kèm theo cái gì chúng ta biết không? Có kèm theo cái catalog đúng không? Để hướng dẫn chúng ta sử dụng đúng không? Amen. Nên sáng chế ra cái gì thì đều có hướng dẫn sử dụng hết, để cho con người sử dụng, biết sử dụng cho nó đúng. Mà nếu sử dụng sai thì nó sẽ bị hư đi, phải vậy không? Nên Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, Ngài có lời cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta bước đi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Nên Ngài luôn luôn mỗi buổi sáng Ngài muốn dạy chúng ta. Mỗi một chúng ta đều có một cuốn kinh thánh. Hãy ưu tiên lời của Đức Chúa Trời hàng đầu trong năm mới này. Amen. Bởi vì lời Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, lời Ngài sẽ nuôi sống chúng ta. Chúng ta không sống nhờ bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời đó ra từ miệng của Đức Chúa Trời.
đây là hướng dẫn sử dụng. Amen. Amen. Mọi bộ phận trong cơ thể của chúng ta có mấy phần? Có ba phần đúng không? Mà ba phần này linh, hồn và thân. Linh thì có lời của linh, và hồn thì có lời cho hồn, và thân thể có lời cho thân thể. Và chúng ta sống như thế nào thì đều có lời cho chúng ta, để chúng ta trở nên trăm năm chạy con. Amen. Amen. Người ta nói rằng là 20 năm vẫn chạy con. Mấy cái con người sáng tạo đó 20 năm vẫn chạy con, nhưng mà chúng ta trăm năm vẫn chạy con. Ngày xưa có một người là 969 tuổi vẫn chạy con như thường. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta có theo sự hướng dẫn của Chúa chứ, phải vậy không? Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta thấy không, theo lời của Chúa khó hay dễ? Khó đúng không? Tại sao khó? Tại sao khó? Nếu mà bây giờ chúng ta mua cái tủ lạnh về mà người ta cái hướng dẫn sử dụng đó bảo là chúng ta phải làm như thế này, làm thế kia, mà chúng ta làm ngược lại thì sao? Thì hư cái tủ lạnh. Nếu chúng ta làm ngược lại nó để chừng khoảng là 10 độ thì chúng ta để 20 độ thì được không? Không được. Thì hướng tủ lạnh. Mà nếu mà lời của Chúa hướng dẫn chúng ta bảo làm như thế này, làm như thế kia, mà chúng ta không làm thì sao? Hư cái gì? Hư con người của mình, đúng không ạ? Bởi vì khi Chúa dạy chúng ta, Chúa của chúng ta rất là thông nhiệm. Cái người mà sáng tạo ra đó, chúng ta đó, đấng sáng tạo ra con người đó, đấng đó biết rất là sâu nhiệm cuộc đời của con người, nên lời của Ngài rất là sâu nhiệm. Mà lời của Ngài là ích lợi cho chúng ta ngay hiện tại, cả tương lai nữa. Amen. Nó bền lâu. Cái cổ máy sử dụng đúng là nó bền lắm. Tôi đi cái xe nào, cái xe tôi cũng bền. Tôi đi cái xe nào 10 năm á, nó vẫn tốt như thường. Nó vì tôi biết sử dụng rất là bền lắm. Amen. Nên chúng ta có muốn bệnh tật không? Muốn nghèo đói không? Có muốn hạnh phúc không? Như vậy thì chúng ta có làm theo. Amen. Một người, một gia đình, một hôn nhân muốn hạnh phúc thì sao? Phải làm theo lời của Ngài hướng dẫn cho hôn nhân chứ. Chúng ta hỏi những người vợ hãy vâng phục chồng của mình. Chúng ta có làm theo không? Nhiều người nói rằng là ông chồng ông dạy tôi biết tôi sẽ làm theo được. Ông tốt cái gì đâu, mình mới làm được cho ổng mà. Tối ngày say xỉn giữ rửa làm sao mà tôi làm theo được? Bởi vì nếu mà ông chồng tốt á, đẹp trai phong độ mà tốt á, thì Chúa không cần phải dạy chúng ta vâng phục, đúng không? Tự động vâng phục thôi. Chúa ơi, Chúa dạy đó, nó thừa quá rồi. Cần chi mà Chúa phải dạy con vâng phục? Con thì chồng con rất là tuyệt, đúng không? Nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta là phải vâng phục. Đây là công việc khó, phải không? Chúng ta vâng phục là vâng phục Chúa, chứ không phải là vâng phục ông chồng. Ông chồng nó thật sự là không đáng để vâng phục, nhưng mà bởi vì Chúa bảo vâng phục thì chúng ta vâng phục. Amen. Vừa rồi tôi thi bằng lái xe, điều mà tôi sợ nhất là gì biết không anh chị em? Điều sợ nhất là gì biết không? Nó tít một cái kìa, bạn đã thi trượt. Bạn đã thi trượt, các bạn thấy tay chân rụng rồi. Bởi vì không đúng luật. Lý do không đúng luật đang thi trượt, mình sai cái luật đó, phải không? Hỡi những người nữ, chúng ta lâu nay có thi trượt không? Có không? Nó thật đi.
Có không? Bởi vì chúng ta không có văn phục là thiên trường thôi. Muốn nghe lắm thì chúng ta có văn phục. Chúng ta nhịn một chút có xấu đâu. Amen. À, bởi vì Chúa muốn gia đình chúng ta hạnh phúc thì vợ phải văn phục chồng, chồng phải yêu thương vợ. Những người đàn ông chúng ta thật sự có thị trường không? Thị trường vì lý do chúng ta không tuân thủ, không làm đúng với luật lệ là thị trường thôi. Amen. Mà nếu mà thị trường rồi thì gia đình của chúng ta đâu có hạnh phúc được. Hai vợ chồng mà cái đôi con với nhau thì có hạnh phúc không? Con cái nó có vui không? Sau này trở nên tệ nạn bởi vì lý do đó. Nên chúng ta muốn được hạnh phúc, muốn dòng dõi chúng ta được tốt, gia đình chúng ta, con cái chúng ta tốt, thì chúng ta phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Phải làm theo lời, chớ nghe làm đủ mà lừa dối mà. Chúa bảo là đặt tay đi cái nào sẽ lần thì chúng ta cứ đặt tay thôi. Chúa bảo chúng ta tha thứ thì cứ tha thứ, 70 lần 7. Cái lý do mà chúng ta không làm theo được đó là chúng ta chỉ nhìn vào cái thiện cảm thôi. Chúng ta nhìn vào cái thực tế thôi. Thực tế người đó kinh khủng quá, người đó làm tôi tổn thương quá, không thể nào tha thứ được. Nhưng mà Chúa bảo tha thứ thì chúng ta tha thứ, bởi vì Chúa biết tương lai của chúng ta. Chúa biết nếu chúng ta không tha thứ thì sao? Chúng ta sẽ bị tổn thương bên trong, bị tổn thương thì nằm bệnh viện, chứ đâu có thể nào làm chiến sĩ cho Đức Chúa Trời được. Lời cầu nguyện chúng ta Chúa không thể nghe được. Lời cầu nguyện nó đầy dẫy cái sự cay đắng, làm sao Chúa nghe? À, mà nếu chúng ta không tha thứ thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta, Chúa nói rồi. Amen. Amen. Nên cái việc mà không tha thứ là vô cùng nguy hiểm cho cuộc đời Cơ Đốc nhân. Chúa muốn chúng ta tha thứ giống Chúa. Amen. Amen. Chúa không muốn chúng ta trở thành những con người cay đắng, thầm thù. Như vậy thì đâu có thể bày tỏ danh Chúa ra được, đúng không ạ? Phải tha thứ. Amen. Amen. Rất là nhiều lĩnh vực chúng ta cần phải amen với lời Đức Chúa Trời đã làm theo lời. Tôi nói rằng nếu quý vị không làm là quý vị thi trượt, mà thi trượt thì phải thi lại. Lý do thi trượt đó là không làm đúng theo luật lệ, không làm đúng theo lý thuyết, dạy dỗ, thực hành không đúng là phải thi lại. Mà thi lại chẳng lẽ cuộc đời của chúng ta là Cơ Đốc nhân là đi vào con đường đua mà cứ thi lại suốt tháng. Thi bằng lái xe là trong mong có bằng lái xe để lái xe, mà cứ trượt như thế thì chờ cái bằng lái xe nó cực khổ vô cùng, mất thì giờ, mất tiền bạc, mất đủ thứ đó. Chúng ta nhớ, chúng ta học cái nghề gì là học là để làm, chứ không phải là học để chơi, học để biết. Có ai bỏ tiền ra học cái nghề sửa xe để biết không? Học là để làm. Amen. Chúng ta muốn giàu có, chúng ta học trường kinh tế, mà học trường kinh tế rồi để ra chúng ta có lý thuyết rồi chúng ta phải áp dụng để chúng ta được giàu có trong tương lai, có phải vậy không? Chúng ta muốn làm bác sĩ phải học, phải thực hành. Mà nếu mà không thực hành trong cái trường y thì ra ngoài con dám làm không? Học là để thực hành, học 6 năm bác sĩ ra thì chẳng lẽ để biết thôi thì sao? Suốt 10 năm, 20 năm học lời của Đức Chúa Trời là chỉ để biết thôi, không có thực hành. Thì chúng ta biết rằng là con người của chúng ta nó sai lạc rồi, con người của chúng ta nó bị hư đấy. Có nhiều người hư lắm, có nhiều người thì rất là tốt lắm, bởi vì làm theo lời của cả. Amen. Nên chúng ta quyết định lời Chúa thật sự khó, nhưng mà Chúa nói này, Chúa sẽ cho chúng ta làm những việc lớn và khó mà. Amen. Nhưng mà nếu chúng ta vâng lời, không có gì khó. Tôi thấy lời Chúa tôi làm theo thì không khó gì hết. Chúa bảo tôi vâng lời thôi, bởi vì tôi là con tớ của Chúa mà, Chúa là chủ mà. Thì chúng ta vâng lời thì không có gì khó cả. Nhưng mà lại nó khó là lý do chúng ta nhìn, phải không? Chúng ta nhìn. Và Chúa nói rằng là
Chúng ta sống bằng đức tin chứ không phải sống bằng mắt thấy. Amen. Chúng ta nhìn thấy thì chúng ta không làm được. Chúng ta nhìn thấy một con người làm tổn thương của chúng ta thì chúng ta không thể nào tha thứ cho họ được. Nhưng mà bằng đức tin có nghĩa là Chúa phán còn tha thứ thì chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta tha thứ thôi. Amen. Mà nếu chúng ta nhìn mắt thấy chúng ta không thể tha được. Bây giờ người của Đức Chúa Trời là sống bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Amen. Có những lúc chúng ta không có tiền, chúng ta sẽ sống bằng cách nào? Có những lúc rồi không có tiền, có bạc gì hết, nhưng mà có khách đến thì chúng ta làm gì? Chúng ta có tiếp khách không? Chúng ta dám tiếp khách giống như người đàn bà quá xa đất ta không? Còn chút bột, chút dầu, sẵn sàng tiếp khách không? Tiếp trong mấy năm luôn, sẵn sàng không? Đó là đức tin, chứ không phải nhìn vào chút bột, chút dầu. Amen. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta là những người của Đức Chúa Trời là sống bằng đức tin. Năm mới chúng ta phải có phước ngặt mới. Amen. Chúng ta phải được chạm trán vào thánh linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta phải nhắc mục đích. Chứ không thể nào chúng ta sống một cái đời sống mà năm này qua năm kia vẫn y như nguyên cũ, không thể như vậy được. Amen. Tôi tin chắc là quý vị trưởng thành hơn rồi. Chúng ta có lời rất là nhiều đó. Hãy thức hành lời của Chúa. Chúa mở tai tôi để nghe lời Chúa, để tôi không phản loạn. Những người mà phản loạn là những người không nghe lời của Đức Chúa Trời, coi thường lời của Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời. Mà người đó chắc chắn là nguy hiểm vô cùng. Chúa không muốn chúng ta trở thành những con người phản loạn hay là hỗn loạn. Amen. Chúa muốn chúng ta là những người khiêm nhường. Chúa nói Môi-se là người khiêm hòa nhất thế gian, bởi vì Chúa phán điều gì ông làm theo điều. Là người khiêm hòa, nghe tiếng của Chúa là làm theo lời, chứ không phải chống cự lại lời của Chúa. Nên chúng ta nhớ, chúng ta có thể biện luận với Chúa điều này và điều kia, nhưng mà điều cuối cùng quan trọng là vâng phục lời của Ngài. Amen. Phải vâng phục lời của Ngài. Thôi nói với người bên cạnh đây, năm mới này bạn phải vâng phục lời của Ngài. Amen. Phải thực hành để lời đó được ứng nghiệm, là đó là phép lạ cho chúng ta. Còn không thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm phép lạ qua lời của Ngài. Điều thứ hai ở đây mà Phaolô nói rằng là ông nhắm mục đích đọc được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Thế Giêsu. Vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành hãy có thái độ này. Và nếu có điều gì anh em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng khải thị điều này cho anh chị em. Amen. Chúng ta là những người trưởng thành phải có thái độ này, phải làm theo, phải nhắm mục đích. Nhưng mà nếu chúng ta không làm, không nhắm theo mục đích đó thì Chúa cũng khái thị để cho chúng ta sẽ đi theo con mục đích cho nó đúng. Amen. Tuy nhiên đã đạt đến đâu chúng ta hãy cứ giữ hướng ấy mà đi. Chúng ta đang ở cấp 1 thì chúng ta đi theo cấp 1 lên cấp 2, mà nếu chúng ta ở cấp 2 thì chúng ta cứ từ cấp 2 lên cấp 3, tùy theo đức tin của chúng ta và tùy theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta ở trong cấp bậc nào, hướng nào thì chúng ta cứ tiếp tục bước đi. Amen. Cứ tiến tới. Chúng ta không cần phải rằng là nhảy một như người khác. Chúng ta từ cấp 1 và bước lên. Amen. Thưa anh chị em, hãy cùng nhau noi gương tôi và nhìn xem những người sống theo gương mà chúng tôi đã để lại cho anh chị em. Hỡi anh chị em, hãy cùng nhau noi gương tôi và nhìn xem những người sống theo gương mà chúng tôi để lại cho anh chị em. Ông Phaolô, ông nhìn thêm Chúa Giêsu, ông xem mọi sự như là sự lỗi. Sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn thật. Ông bước theo Chúa Giêsu, ông sẵn sàng chấp nhận thập tự giá.
và ông nói rằng là hãy noi gương tôi. Và tất cả những cái gương các sứ đồ, tất cả những gương ở trong công vụ, những người đã hy sinh cho Chúa bước đi như thế nào thì hãy noi theo cái gương đó. Amen. Chúng ta bước đi nhắm mục đích là Chúa Giêsu. Chúng ta cần thánh linh Chúa dẫn dắt, cảm thán, chỉ dạy cho chúng ta, mặc khải cho chúng ta để chúng ta bước đi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có những tấm gương đã đi lại trong Kinh Thánh, để lại cho chúng ta gương của Chúa Giêsu, gương của Phao-lô, gương của Phi-e-rô, gương của các sứ đồ, các môn đồ của Chúa, để lại cho chúng ta, để chúng ta noi gương họ mà bước đi. Amen. Amen. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay, nếu theo gương của Phao-lô mà bước đi thì chắc chắn rằng là hội thánh của Chúa sẽ bùng nổ. Hội thánh của Chúa sẽ được phát hưng. Nhiều người mới sẽ bước vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Phải vậy không? Phao-lô nói là tôi từ bỏ mọi sự, xem mọi sự như là sự lỗ mà. Lỗ thì không có làm nữa. Phải vậy không? Và ông thấy rằng là đến nơi này, nơi kia, giảng phúc âm, chữa lành, giải cứu, thiết lập hội thánh và những linh hồn trở lại với Chúa thì quý hơn tất cả những cái gì có trong thế gian này. Quyền chức, tiền bạc, mọi thứ tri thức ông đều bỏ vì cứu một linh hồn thì tốt hơn tất cả mọi điều đó. Amen. Nên năm mới này chúng ta có theo gương Phao-lô là rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời, rao giảng phúc âm về Chúa Thánh Giêsu để đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Chúng ta được phước, muốn được phước ngay đời này, chúng ta có muốn được phước cả đời sau nữa không? Chúng ta có tin rằng là Chúa hứa sẽ có máu trị thiên sự sống, máu trị thiên vinh hiển, có nhà đời đời ở trên trời, mọi điều tốt lành ở trên trời. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta tin những gì Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tin mọi lời hứa ngay hôm nay chúng ta đã nhận lãnh. Chúng ta nhận lãnh được sự cứu rỗi, chúng ta nhận lãnh được sự chữa lành, chúng ta nhận lãnh được sự chu cấp từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận lãnh rất là nhiều điều. Thì chúng ta cũng tin rằng là những gì Chúa hứa trong tương lai chắc chắn phải xảy ra. Bởi vì Chúa không bao giờ nói dối. Chắc chắn mọi điều trong tương lai phải được xảy ra. Bởi vì Chúa không nói dối. Amen. Bởi vì chúng ta nhận nhận được những gì ngay đời này. Chúng ta là những người mà rao giảng phúc âm thì nuôi mình bằng phúc âm. Amen. Chúa dự bị cho chúng ta, Chúa có cách nuôi chúng ta. Chúng ta bỏ thì giờ để làm chứng, bỏ thì giờ để chăm sóc một người khác. Tôi thấy những người nữ có ơn chăm sóc hơn là những người nam, đúng không? Phải vậy không? Có phải là những người nữ mà Chúa dựng đây để làm gì? Để giúp đỡ, đúng không? Nên những người nữ có ơn giúp đỡ. Amen. Những người nam thì thua người nữ, là thiếu cái ơn giúp đỡ. Nhưng mà người nữ thì có ơn giúp đỡ. Không những giúp đỡ chồng của mình mà giúp đỡ nhiều người khác nữa. Amen. Nay hội thánh đầu tiên là có những người nữ đi theo Chúa Giêsu. Hội thánh đầu tiên có rất là nhiều người nữ. Hội thánh của một sư Cho Dân Nghi, ông nói rằng là hội thánh của ông 70% là nữ, là những nhóm tế bào á, 70%. Bởi vì mấy ông người nam họ làm những việc lớn, họ làm những cái việc kinh doanh rất là lớn lao, những việc này việc kia, những cái việc này họ không làm. Nhưng mà những người nữ là những người đứng lên để làm, và là những con người có ơn giúp đỡ người khác, cái ơn để gây dựng người khác. Amen. Chúng ta nhớ những gì chúng ta nói ra, nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta nói ra, chúng ta cần phải nghĩ đến cái lời của chúng ta nó sẽ hiệu quả như thế nào. Hoặc là phải suy, người đời người ta nói rằng là trước khi nói sao uống lưỡi bảy lần, đúng không? Nhiều người nói ra cứ nói và không biết được cái hậu quả của lời nói của mình nó như thế nào.
dạy dỗ con cái cũng vậy, cứ la hét và không hiểu cái hậu quả nó như thế nào, cứ đánh nổi giận lên là đánh con cái, không hiểu hậu quả như thế nào. Rồi sau này con cái nó đòi nó nổi loạn, con cái nó chống lại bất hiếu, thì nói rằng là do nó pha vẽ không. Tôi nói nếu mà chúng ta là những người dạy dỗ tốt rồi, nếu mà nó nổi loạn, nó bất hiếu, nó chịu trách nhiệm phần của nó. Nhưng mà nếu chúng ta làm tốt, dạy tốt, biết cái lời nói chúng ta hiệu quả như thế nào, thì chúng ta không có phần trách nhiệm này, chúng ta đã làm xong công việc của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta nhớ những điều, chúng ta cần theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta cần theo gương của các sứ đồ, theo gương của các thánh đồ, để sống một cái đời sống tốt cho Đức Chúa Trời, để Chúa được vinh hiển trên đời sống của chúng ta. Và ông nói rằng là vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt. Có nhiều người sống như kẻ phù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế, kết cục của họ là sự hư vong. Họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời của mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. Những người sống mà không amen cái lời của Đức Chúa Trời, sống không làm theo lời của Đức Chúa Trời, kết cục của họ là hư vong. Phải vậy không? Sống nghịch lại với thập tự giá, nó không đúng với thập tự giá. Bởi vì thập tự giá của Chúa Giêsu đem lại cái sự đổi mới cuộc đời của chúng ta. Qua thập tự giá, chúng ta có lời dạy dỗ chúng ta trong mọi phương diện trong cuộc đời của mình, và chúng ta phải làm theo lời. Và làm theo lời thì không ngược lại với thập tự giá của Chúa Giêsu. Bởi vì thập tự giá đem lại sự cứu chuộc cho chúng ta, xóa đi tội lỗi của chúng ta rồi. Mà nếu chúng ta nghịch lại với thập tự giá thì chúng ta lại tiếp tục sống trong tội lỗi, sống trong sự chết nữa. Điều đó là nghịch lại với thập tự giá. Ngày hôm nay nếu chúng ta sống, chúng ta nói, chúng ta làm mà nghịch lại với thập tự giá, có nghĩa là chúng ta sống trong tội lỗi, mà tội lỗi sinh ra sự chết. Điều đó là nghịch lại với thập tự giá. Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta rồi, chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết. Chúng ta sẽ sống một cái đời sống đạo đức, một đời sống mà theo như lời của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chúng ta. Ngày xưa cái cỗ máy chúng ta đã hư rồi, đi theo cái sự hướng dẫn của Satan, theo cái bản chất của Satan, theo cái xác thịt của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta được biến đổi rồi, chúng ta được cứu chuộc rồi, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta có lời để chúng ta làm theo. Mà nếu chúng ta không làm theo thì chúng ta không thể cách cũ, thì nó vô ích cho đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta nhớ lời Chúa như là Catolo đó, cái sách hướng dẫn để chúng ta sống. Nếu chúng ta sống không có đúng thì chúng ta bị lỗi, mà bị lỗi thì nó trục trặc, nó hư. Amen. Amen. Nó hư đó, không có đơn giản chút nào. Chúng ta là công dân của thiên đàng, trái lại chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta đang trông đợi Chúa Cứu Thế. Từ đó đến là Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài bởi quyền năng đã bắt muôn loài quy phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài. Chúng ta theo gương của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta theo gương của Phao-lô và những thánh đồ đã bước đi.
Và chúng ta biết được rằng là những người mà sống nghịch lại với thập tự giá, bởi vì ngày xưa sống trong sự chết, trong tội lỗi dẫn đến sự chết, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải sống với thánh linh của Đức Chúa Trời, trong sự sống của thánh linh, và sống và sống dư dật, không nghịch lại với thập tự giá. Và chúng ta biết là hiệu quả của thập tự giá, hiệu quả của những người nghịch lại thập tự giá đó là hư vong và làm theo phép luật đời này. Còn chúng ta là công dân trên trời. Amen. Là công dân trên trời. Và chúng ta là những người chờ đợi Chúa cứu thế Giê-xu đến. Và thân thể của chúng ta sẽ biến hóa trở nên một cái thể thiêng liêng giống như Ngài. Amen. Đây là vấn đề mà những người của Đức Chúa Trời sống theo lời của Đức Chúa Trời sẽ thừa hưởng được. Amen. Chúng ta có phải là người đang trong chờ Chúa cứu thế Giê-xu đến không? Và khi Ngài đến, những người chết trong mồ mả sẽ sống lại trước hết. Rồi những người đang sống thì sao? Sẽ được biến hóa giống như thân thể của Chúa Giê-xu sống lại và được cất lên. Amen. À, như vậy thì cái đời sống của chúng ta, tại sao chúng ta phải sống với thập tự giá? Tại sao chúng ta phải sống theo Chúa Giê-xu? Tại sao chúng ta phải sống như các sứ đồ? Tại sao chúng ta phải sống theo lời của Ngài dạy? Bởi vì Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng sáng tạo, Ngài đã chỉ dẫn chúng ta làm theo lời của Ngài. Nhưng mà con người đã sai cập, con người làm theo Satan và con người trở nên tội lỗi. Có phải vậy không? Khi con người được dựng nên bởi Đức Chúa Trời thì phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ con người làm theo lời của Satan thì con người trở nên hư hoại, hủy hoại cuộc đời của mình, hủy hoại thân xác của mình, linh hồn của mình. Nhưng mà bây giờ Chúa đã cứu chuộc chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta đã làm theo lời của Ngài, trở lại theo lời chỉ dẫn của Ngài, để chúng ta sống đúng và tốt, không có điều gì sai trật trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tốt. Amen. Chúa luôn luôn muốn chúng ta tốt. Chúng ta là người cha người mẹ cũng vậy, muốn con cái của mình tốt, muốn con cái của mình đạo đức, muốn con cái của mình làm theo lời của Chúa, muốn con cái của mình giàu có, muốn con cái của mình được vinh hiển, không muốn con cái của mình bệnh tật, ở trong sự nghèo đói khốn khổ. Đức Chúa Trời còn tốt hơn chúng ta, Ngài muốn chúng ta tốt hơn nữa. Amen. Tốt hơn nữa chứ không phải như vậy là đủ, hãy tốt hơn nữa. Amen. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là như vậy là đủ rồi, phải vậy không? Nhìn người khác thì chúng ta thấy là mình cũng tốt hơn người khác chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải tiến lên nữa, cứ tiến mãi. Tôi bây giờ cũng già rồi theo cái xác thịt loài người, nhưng mà tôi vẫn phải tiến lên nữa. Amen. Phải tiến lên nữa, không có đứng một chỗ, không dừng chân, bởi vì đây là cuộc đua, chúng ta tiếp tục đua, tiếp tục chạy cho đến chừng nào và tới đích mà thôi. Đây Phao-lô ông nói rằng là nói thế không phải là tôi đã đoạt được giải hay là được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa của thế Giê-xu chiếm đoạt. Amen. Chính đời sống của chúng ta đã được Chúa Giê-xu chiếm đoạt rồi, thì bây giờ chúng ta đi sống cho Chúa, chẳng phải sống cho chúng ta. Mà nếu chúng ta sống cho Chúa, Chúa lại sống cho chúng ta. Nếu chúng ta sống cho người khác, người khác sẽ sống cho chúng ta. Amen không? Những gì chúng ta gieo ra không bao giờ mất đi. Amen. Nên chúng ta phải quyết định năm mới, chúng ta phải có một đích sống. Amen. Mục đích chúng ta là Chúa Giê-xu, và muốn sống để Chúa Giê-xu, chúng ta cầm thánh linh Chúa chỉ dạy, để chúng ta có những bước ngoặt mới, có một nét sống mới. Chúng ta cần phải nói với chính mình rằng là tôi quyết định trong năm mới này phải bước theo thánh linh, không chịu xác thịt nữa. Tôi phải loại bỏ những cái gì ham muốn của đời này, để rồi đầu tư vào trong vốn nước của Đức Chúa Trời, trong sự cầu nguyện,
năm mới này và quyết định là tôi phải là người cầu nguyện, là người cầu thay. Tôi phải là người học lời Chúa, làm theo lời Chúa. Tôi phải là người tiên phong trong việc làm chứng nhân cho Chúa, đem nhiều người đó lại với Chúa. Tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Quý vị sẽ đặt cho chúng ta vào một cái mục đích để chúng ta bước đi. Còn không thì chúng ta có thả lỏng tới đâu hay đó thì chúng ta không có hơn được. À, chúng ta có những cái gì xấu trong đời sống chúng ta quyết định năm mới này những cái điều xấu đó không làm nữa. Trong năm mới này giảm bớt điện thoại đi, trong năm mới này giảm bớt vào trong mạng đi, để đầu tư vào sự cầu nguyện, đầu tư vào học hỏi lời của Chúa. Bởi vì tất cả những cái điều kia chẳng ích lợi gì cho chúng ta cả mà chi phối tâm trí chúng ta. Bây giờ lời của Chúa mới đem sự sống, lời của Chúa mới chúng ta trở nên vĩ đại. Amen. Chúng ta phải dẹp bỏ bất tất cả những điều đó đi, để chúng ta đam mê trong cái việc mà vào trong mạng mà cứ nghe người này nói, nghe người kia nói, nghe đêm. Cảm ơn Chúa, Mỹ cũng đã xong rồi đấy. Nhiều người theo đuổi suốt. Chúa chúng ta vẫn luôn luôn là Chúa. Chúa chúng ta cũng luôn luôn là vua, Chúa của vua chúa. Donald Trump mà không làm được tổng thống, nhiều người sụp đổ. Nhiều người sụp đổ, chi cực vậy. Theo đuổi suốt, không theo là không được. Ha? Nhưng mà cảm ơn Chúa xong rồi đấy. Thôi, bây giờ chấm dứt đi, năm mới thì chấm dứt đi. Không cần phải theo đuổi nữa. Không cần theo đuổi tin tức, nghe Donald Trump là ông Joe Biden gì đấy, kể. Chúa nói là, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các nơi thì các nơi nhắn mấy người khác làm chứng người ta. Vì Thánh Linh đã giáng xuống rồi thì mục đích của chúng ta là chứng nhận cho Chúa Giêsu. Chứ còn Israel có xây dựng lại như thế nào kể, các tôi không cần biết. Chúa nói như thế nào. Amen. Nên chúng ta phải cần phải hiểu được điều này. Phải sống đúng mục đích, phải có theo gương Phao-lô, theo gương các thánh đồ đã đi trước của chúng ta. Và chúng ta phải biết rằng là chúng ta là công dân trên đời chứ không phải công dân dưới đất. Và điều mà chúng ta mong ước đó là Chúa Giêsu đến. Mà khi Chúa Giêsu đến, chúng thân thể chúng ta được biến đổi giống như thân thể vinh quang của Chúa. Amen. Đó là niềm mong ước ảo của chúng ta. Chúng ta nếu có chết đi thì thân thể chúng ta cũng phải được sống lại, biến đổi. Mà nếu chúng ta còn sống vào ngày Chúa Giêsu đến thì thân thể chúng ta cũng biến đổi, cái thể xác thịt này biến đổi thành thể thiên liêng. Amen. Để chúng ta cùng sống với Chúa. Đó là điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời của chúng ta. Đừng có bỏ quên điều này. Chúng ta phải quyết liệt làm theo lời của Chúa. Bởi vì lời của Ngài phán dạy là ích lợi cho chúng ta, không những ngày hiện tại nhưng mà ích lợi cả tương lai đời đời của chúng ta nữa. Amen. Nên ba điều chúng ta cần nhớ đó là thứ nhất là mục đích sống trong năm mới này. Amen. Thứ nhì là gương của Phao-lô, là gương của các thánh đồ. Thứ ba là chúng ta là địa vị công dân trên đời, chúng ta phải làm theo lời của Ngài. Và trong đời Ngài Chúa Giêsu trở lại và chúng ta phải được biến hóa theo cái thân thể vinh quang của Chúa, giống như Chúa Giêsu chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nghỉ.